Bí thư Huyện ủy Phú Vang Trần Gia Công đã đi kiểm tra, chỉ đạo và động viên cả lực lượng khắc phục tình trạng sạt lở các tuyến đường dân sinh xuống biển trên địa bàn xã Phú Diên. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn trong hai ngày 13 và 14 tháng 10, nên trên địa bàn xã Phú Diên đã có 7 điểm sạt lở, chủ yếu là tại các tuyến đường dân sinh xuống biển, tập trung ở thôn Phương Diên 4 điểm, thôn Mỹ Khánh 3 điểm. Bên cạnh đó, tại thôn Diên Lộc cũng có 5 điểm sạt lở nhỏ. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã xuất kho vật tư dự trữ hỗ trợ 50 mét khối đá hộc, 50 rọ thép loại 1 mét khối, một cuộn vải lọc kích thước 900 mét vuông để xử lý khẩn cấp khắc phục sạt lở do mưa lớn. Kiểm tra thực tế tại các điểm sạt lở, Bí thư Huyện ủy Trần Gia Công ghi nhận tinh thần làm việc của các lực lượng và địa phương, yêu cầu địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, triển khai các giải pháp với tinh thần nhanh nhất có thể để khắc phục, nhằm không để biển sạt lở đi sâu vào đất liền, khoanh vùng khu vực sạt lở nguy hiểm để cảnh báo cho người dân. Với sự chỉ đạo quyết liệt và khẩn trương của các cấp, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các lực lượng và người dân, nên các điểm sạt lở trên địa bàn đã cơ bản khắc phục xong.